Sau nhiều biến động, giải hạng nhất quốc gia 2021 cũng đã chốt được số câu lạc bộ tham dự và thời gian dự kiến diễn ra. Theo đó, 13 câu lạc bộ sẽ tranh tài ở mùa giải năm nay trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 18 tháng 9. Mùa giải năm nay sẽ có những sự thay đổi về sân nhà của một số câu lạc bộ. Sau đây là cái nhìn tổng quan về 13 sân vận động tại giải hạng nhất quốc gia 2021. Đội bóng đất tổ là một trong ba tân binh của mùa giải năm nay. Sân vận động Việt Trì vẫn là sân nhà của câu lạc bộ Phú Thọ. Sân vận động Việt Trì được xây dựng từ năm 2005 với kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Với sức chứa gần 18.000 chỗ ngồi, sân vận động này nằm trong khuôn viên của khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Đây sẽ là một trong những sân bóng tốt nhất tại giải hạng nhất năm nay. Sau cuộc đại tu lớn trong năm 2019, sân Việt Trì đã có bộ mặt hoàn toàn khác biệt, trong đó có mặt cỏ kim Bermuda cùng các phòng chức năng hiện đại. Sắp tới, sân vận động Việt Trì sẽ đăng cai một bảng đấu ở môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 nhằm đảm bảo tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31. Các ngành chức năng liên quan của tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch chi tiết để cải tạo, nâng cấp sân Việt Trì, đảm bảo tổ chức thành công bảng đấu và tỉnh đăng cai. Tân binh thứ hai của giải hạng nhất 2021 là đại diện của bóng đá thủ đô câu lạc bộ Phù Đổng, đội bóng được xây dựng theo mô hình bóng đá cộng đồng của Nhật Bản. Với sở thích thay đổi sân nhà của mình, mùa giải năm nay Phù Đổng sẽ quay trở lại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi các đội tuyển quốc gia thi đấu, địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao lớn nhất từ trước tới nay, với sức chứa lên tới 40.000 người. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu thuộc vào loại tốt nhất Việt Nam, lãnh đạo Phù Đổng kỳ vọng sân Mỹ Đình sẽ là điểm hẹn cuối tuần của các cổ động viên thủ đô, những người yêu mến câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng. Hiện tại, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang trong giai đoạn cải tạo, nâng cấp phục vụ SEA Games 31. Được lựa chọn để thay thế câu lạc bộ Gia Định đã xin rút lui khỏi giải hạng nhất, câu lạc bộ Công an Nhân dân là tân binh còn lại của mùa giải năm nay. Đội bóng ngành công an năm nay sẽ trở ra bắt đóng quân sau một mùa nam tiến. Sân vận động Thanh Trì sẽ là sân nhà của Công an Nhân dân ở giải hạng nhất năm nay. Sân vận động Thanh Trì nằm trong trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện Thanh Trì ở ngõ 673 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sân bóng này có sức chứa khoảng 4.000 khán giả, với một khán đài duy nhất được thiết kế khá thấp so với mặt sân. Sân vận động chính của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF có sức chứa 3.600 chỗ ngồi. Đây được xem là sân bóng nhỏ mà xịn của bóng đá Việt Nam. Sân vận động này được xây dựng năm 2017. Ở mùa giải năm nay, nó sẽ tiếp tục được sử dụng làm sân nhà của câu lạc bộ Phố Hiến. Nằm trong trung tâm đào tạo bóng đá hiện đại hàng đầu châu Á ở tỉnh Hưng Yên, sân PVF được trang bị cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại và chất lượng. Từ mặt sân bằng cỏ Yoshia, một loại cỏ kim Bermuda đến khán đài sạch sẽ, có mái che và lắp ghế ngồi toàn bộ. Quy trình chăm sóc bài bản và chuyên nghiệp giúp mặt cỏ sân vận động PVF luôn trong trạng thái tốt nhất cho các trận đấu. Sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Huế là một trong những sân vận động lâu đời nhất Việt Nam. Sân vận động tự do nằm ở trung tâm thành phố Huế, với sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi. Sân tự do được người Pháp xây dựng vào khoảng những năm đầu thập niên 1930. Đây là sân vận động đầu tiên và mãi đến nay vẫn là sân vận động duy nhất có đường lồng chảo kiên cố dành cho các cuộc đua xe đạp lẫn đua mô tô. Hệ thống lồng chảo ở đây được xây dựng bằng bê tông, nghiêng 45 độ, chu vi 500m. Hiện nay, sân vận động tự do có tổng diện tích 55 hectare nằm trên địa bàn phường Phú Hội, nội thành Huế. Sân vận động Tam Kỳ có sức chứa 15.000 người, là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa thể dục thể thao lớn của tỉnh Quảng Nam, đồng thời là sân thi đấu chính thức của câu lạc bộ Quảng Nam tại giải hạng nhất quốc gia năm nay. Sân vận động Tam Kỳ được xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ trước. Sân vận động Tam Kỳ đã là nhân chứng lịch sử cho đội bóng Quảng Nam với chức vô địch V-League 2017.
Tuy nhiên, hiện tại sân vận động Tam Kỳ đã xuống cấp, nhất là mặt sân và dàn đèn chiếu sáng. Câu lạc bộ Quảng Nam đã nhiều lần có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp sân. Phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã đồng ý chủ trương, nhưng chưa biết khi nào công việc mới được triển khai. Sân vận động Buôn Ma Thuột là sân nhà của Đà Lạt tại giải hạng nhất năm nay. Sân có sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Hiện tại, nó vẫn là sân vận động lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Để chuẩn bị cho mùa giải 2021, vừa câu lạc bộ Đà Lạt đã tiến hành sơn lại các khán đài của sân Buôn Ma Thuột, mang đến một màu sắc tươi sáng hơn cho sân vận động này. Được biết, tỉnh Đắk Lắk cũng đã có dự án xây dựng sân vận động trung tâm với quy mô khoảng 25.000 chỗ thuộc khu liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên, với dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 560 tỷ. Sân vận động 19 tháng 8 hay còn được gọi là sân vận động Nha Trang hiện là sân nhà của câu lạc bộ Khánh Hòa. Sân vận động 19 tháng 8 cũng đã gắn liền với bóng đá Khánh Hòa từ lâu và là niềm tự hào của người hâm mộ phố biển. Sân bóng này có sức chứa khoảng 18.000 khán giả, cũng giống như sân Tam Kỳ, nhiều hạng mục của sân 19 tháng 8 cũng đã xuống cấp rất cần nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Với tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố Nha Trang, sân bóng này đang dần mất hút dưới chân các tòa nhà cao tầng. Một trong những đội bóng có cơ sở vật chất chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay chính là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Sân nhà của họ là sân vận động thành phố Bà Rịa với sức chứa khoảng 6.000 khán giả. Đây được đánh giá là sân vận động thuộc top đầu tại giải hạng nhất năm nay. Mặt cỏ xịn sò, chuyên dụng cho bóng đá cùng với các phòng chức năng hiện đại giúp sân bóng này đạt tiêu chuẩn thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2020, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt tay vào nâng cấp sân Bà Rịa. Hai hạng mục chính là làm lại hệ thống thoát nước và mặt cỏ Kimber Milda mới. Hiện tại, sân Bà Rịa đã bước vào giai đoạn chăm sóc mặt cỏ mới. Mặt sân mới sẽ sẵn sàng khi giải hạng nhất năm nay khởi tranh. Sân vận động Bình Phước nằm ở quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Với sức chứa 10.000 chỗ ngồi, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bình Phước. Sân vận động này được xây dựng năm 2010. Năm 2018, dàn đèn trị giá 11 tỷ đồng đã được đầu tư lắp đặt cho sân Bình Phước. Trận đấu đầu tiên trên sân vận động này ở mùa giải năm nay sẽ là cuộc tiếp đón Quảng Nam của đội chủ nhà Bình Phước, ngay ở vòng 1. Sân vận động Long An từng chứng kiến những thời khắc huy hoàng khi đội bóng của tỉnh nhà đoạt chức vô địch V-League dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Calito và sự đầu tư nhiệt tình của Bầu Thắng. Được xây dựng kéo dài khoảng 5 năm, qua thay đổi nhiều nhà thầu, sân bóng này hoàn thành giữa năm 1984, sức chứa của sân Long An khoảng 20.000 khán giả. Khi xây dựng cách đây gần 40 năm, sân vận động Long An ở ngoài rìa thành phố Tân An, còn bây giờ trở thành khu trung tâm của đô thị Tân An đang phát triển nhanh. Tỉnh Long An đang triển khai di dời sân vận động Long An ra vùng ven thành phố Tân An, cách sân vận động hiện hữu khoảng 10 cây số. Sân vận động Long An sẽ được bán để xây dựng khu đô thị, thương mại, dịch vụ. Sân vận động Cao Lãnh sẽ tiếp tục góp mặt ở mùa giải hạng nhất quốc gia năm nay, nhưng không phải là sân nhà của câu lạc bộ Đồng Tháp mà là của đội bóng láng giềng An Giang. Sân vận động An Giang hiện tại đang được phá bỏ để làm dự án bất động sản là nguyên nhân khiến câu lạc bộ An Giang phải mượn sân Cao Lãnh làm sân nhà của mình. Sân vận động Cao Lãnh nằm trên đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Sân có sức chứa khoảng 20.000 người. Sân Cao Lãnh được xem là sân bóng đá đẹp và hiện đại đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc phải thi đấu xa nhà trong các trận đấu sân nhà của mình chắc chắn sẽ khiến An Giang mất đi một phần lợi thế trước các đối thủ. Với việc dự án sân An Giang mới chưa được triển khai, câu lạc bộ này cũng cần phải thích nghi dần với việc phải đi mượn sân để thi đấu trong những năm tới. Từng là sân vận động có sức chứa lớn nhất Việt Nam, sân Cần Thơ được biết đến là một trong những sân vận động có thiết kế đặc biệt nhất ở khu vực Đông Nam Á, với thêm một đường đua mô tô bao quanh đường bít của sân. Sân Cần Thơ suýt chút nữa đã vắng mặt tại giải hạng nhất năm nay khi câu lạc bộ Cần Thơ gặp khó khăn về tài chính. Rất may mọi việc đã được khắc phục và đội bóng Tây Đô sẽ tiếp tục tranh tài ở mùa giải năm nay. Với sức chứa hiện tại là 30.000 người, sân bóng này vẫn là một trong những sân vận động lớn nhất Việt Nam và lớn nhất tại giải hạng nhất quốc gia 2021. Sân được xây dựng từ đầu những năm 1980,
đến ngày 19 tháng 5 năm 1983 thì khánh thành. Điểm độc đáo của sân vận động Cần Thơ là các khán đài được xây theo kiểu đáp đất tạo thành lồng chảo khán đài. Ở trên chóp khán đài là có cung đường rộng tầm 6 mét để mọi người có thể đi lại dễ dàng. Do khán đài được đắp bằng đất nên người ta đã trồng luôn các hàng cây xanh ngay phía mặt ngoài để tạo thành bóng mát tự nhiên. Mặt cỏ chỉ của sân Cần Thơ rất chất lượng, vẫn đảm bảo thi đấu tốt với điều kiện mưa to. Tuy nhiên, hiện tại người hâm mộ không còn nhiều mặn mà đến sân theo dõi các trận đấu của đội chủ nhà do thành tích ngày càng đi xuống của câu lạc bộ Cần Thơ. Khán giả thích đến sân vận động này để xem các cuộc đua xe mô tô hơn là các trận bóng đá.